Welcome to VinFast. Xin chào mừng quý vị đến với sự kiện ngày EV toàn cầu của VinFast hôm nay. Tôi rất vui được hiện diện ở đây và xin được gửi lời cảm ơn những nỗ lực của toàn thể đội ngũ của VinFast. Chưa đầy 4 năm trước thì tôi đã vinh dự được giới thiệu những mẫu xe xăng đầu tiên của VinFast ra thế giới. Và hôm nay thì tôi tự hào được đứng đây cùng với 5 mẫu ô tô điện thông minh trải đều các phân khúc A, B, C, D và E. Và tất cả đều là dòng xe SUV. 4 năm thông thường thì chỉ đủ thời gian để khởi động một hãng xe. Nhưng với VinFast thì khác, lại có một hành trình phi thường và vượt xa tưởng tượng của rất nhiều người. Từ một hãng xe xăng tân binh thì VinFast đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu xe hơi được tin tưởng và cũng như yêu chuộng nhất của Việt Nam. Và quan trọng hơn hết, VinFast đang bước vào hàng ngũ tiên phong trong việc sản xuất xe điện và từ đó thì mở ra tương lai của sự di chuyển dành cho tất cả mọi người. Sự bứt phá nhanh chóng và vượt mọi giới hạn của VinGroup đến từ những bệ phóng vững chắc của VinGroup, tập đoàn mẹ của chúng tôi là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. VinGroup đặt cho mình một sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người với 3 trụ cột cốt lõi là công nghệ công nghiệp, thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội. Tại VinFast, chúng tôi xác định công nghệ chính là chìa khóa của mọi sự chuyển đổi, giúp tạo nên một tương lai thông minh hơn, bền vững hơn dành cho tất cả mọi người. Và công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ, góp phần tạo ra được những sự thay đổi, đột phá trong các lĩnh vực của chúng tôi đang hoạt động, như là bất động sản, nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục, kinh doanh, và đặc biệt, đó chính là ngành công nghiệp ô tô. Và quý vị sẽ không còn ngạc nhiên trước tốc độ phi thường của VinFast khi biết là hỗ trợ VinFast là một hệ sinh thái các công ty công nghệ đổi mới sáng tạo do VinGroup đầu tư, như là VinES, công ty mà chúng tôi dùng để đầu tư vào công nghệ pin, hay là các công ty công nghệ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, máy học, phân tích dữ liệu như là VinAI, VinBig Data, VinBrain và Vantis và v.v. Để có thể khuyến khích các đột phá một cách sáng tạo, các nhà sáng lập của VinGroup cũng đã phát động giải thưởng khoa học và công nghệ hàng năm là VinFuture nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo để phụng sự nhân loại. Và kết quả giải thưởng sẽ sắp được công bố vào 2 tuần nữa, vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 tới tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, để đi xa thì hãy đi cùng nhau. VinGroup đã may mắn được kết nối với nhiều những đối tác tuyệt vời để có thể đưa VinGroup và VinFast đã cùng nhau bứt phá mọi giới hạn. Và tôi tin thì VinFast sẽ nhận được sự tin tưởng và sự ủng hộ tuyệt vời của quý vị ở đây, cũng như là người tiêu dùng ở trên khắp thế giới. Và chúng tôi sẽ có thể tạo nên một tương lai xanh cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Chào buổi chiều tất cả mọi người. Và thật vinh dự cho tôi khi được ở đây để nói về điều chúng tôi tự hào, công nghệ trên những mẫu xe điện VinFast. Tôi là Hong Sang Bae. Và chúng tôi đang rất tự hào khi mà chia sẻ về công nghệ trên những chiếc xe điện VinFast. Và tại VinFast, chúng tôi coi công nghệ là chìa khóa để mở ra những tiềm năng phát triển mới, công nghệ mang đến sự cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên khắp thế giới. Và đó cũng là lý do là ngoài những cái khoản đầu tư đáng kể vào R&D, tài chính và cả nguồn nhân lực, thì chúng tôi còn hợp tác và liên kết với rất nhiều những đối tác trên toàn cầu để có thể hiện thực hóa mục tiêu là công nghệ phục vụ cho cuộc sống. Công nghệ phục vụ cuộc sống cũng đã giúp cho VinFast, cho bạn, cho tôi đã cải thiện được độ an toàn của xe cũng như là gia tăng trải nghiệm thú vị khi lái xe.
Và VinFast hướng tới việc tích hợp các hệ thống hỗ trợ thông minh vào các sản phẩm của mình. Tính năng công nghệ của chúng tôi chia thành hai mảng lớn, đó là hệ thống ADAS, AD và thứ hai là các dịch vụ thông minh. Và trong đó chúng tôi hỗ trợ lái xe. Về hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS đang được nghiên cứu và phát triển gồm hai giai đoạn. Và giai đoạn 1 ADAS sẽ mở cấp độ 2 cộng cho các phiên bản Eco và Plus khi ra mắt VFE35 và VFE36 vào cuối năm nay. Ở giai đoạn 2, thì chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái để chia sẻ là ADAS sẽ lên đến cấp độ 3 và 4 cho phiên bản Premium. Và tất nhiên là chúng tôi cũng đang nói về là ở phiên bản Premium. Ở cấp độ 3 và cấp độ 4 dành cho quý vị. Như là chúng tôi sẽ có thể là có những tính năng tự động đổ và cả triệu tập xe tự động lái ở bên cạnh các tính năng hỗ trợ. Và chúng tôi muốn xây dựng ô tô của chúng tôi là một ngôi nhà di động. Và cũng như là điều khiển ngôi nhà thông minh, văn phòng di động, cũng mua sắm và cũng như là giải trí ở trên xe. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có FOTA để cập nhật phần mềm thường xuyên như là điện thoại nhằm cung cấp nhiều tính năng hơn cho tất cả những quý vị khách hàng của chúng tôi. Và những sáng tạo trên thì cũng khiến cho những chiếc xe điện của VinFast không đơn thuần là một phương tiện di chuyển nữa, mà còn có thể trở thành một văn phòng hoặc là một ngôi nhà di động. Và tôi đảm bảo là trong xe VinFast thì bạn có thể làm việc và cũng như là giải trí một cách an toàn, giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng kết nối với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Và chúng tôi cũng đảm bảo chiếc xe VinFast công nghệ vì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. Và tất cả quý vị ở đây sẽ sớm có tất cả những công nghệ của VinFast ngay trong tầm tay khi mà xe của chúng tôi được ra mắt vào cuối năm nay. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức một đoạn video ngắn trên màn hình để xem các công nghệ của chúng tôi sẽ hoạt động ra sao nhé. Cảm ơn.
Xin được cảm ơn một lần nữa ạ. Tôi thực sự nóng lòng để có thể quay trở lại sân khấu để chia sẻ cùng với quý vị một tin hết sức quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử phát triển của VinFast của chúng tôi. Và VinFast sẽ chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Dạ vâng ạ, quý vị không nghe lầm đâu ạ. VinFast sẽ là hãng xe tiên phong trên thế giới ngừng sản xuất xe xăng để chuyển hoàn toàn sang sản xuất các dòng xe thuần điện. Đối với chúng tôi, chiến lược phát triển xe điện của VinFast được xây dựng trên tầm nhìn về tương lai của sự di chuyển, một tương lai được kiến tạo trên nền tảng dịch vụ thông minh và trải nghiệm khách hàng tốt. Và ngày hôm nay, tôi rất là phấn khích được giới thiệu tới quý vị một dải xe điện phụ đủ 5 phân khúc của chúng tôi. A, B, C, D, E là VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9. Trong đó thì VF8 và VF9 là hai mẫu xe VF là VFE35 và VFE36 đã được chúng tôi giới thiệu hồi tháng 11 năm 2021. Và chúng tôi đã loại bỏ chữ E đại diện cho từ electric. Bây giờ tất cả các xe của chúng tôi chỉ có xe điện thôi ạ. Và đặc biệt để có thể tri ân những khách hàng đầu tiên, những người cấp tiến, thông minh và cũng như là cởi mở, và những người đã đặt trọn niềm tin vào VinFast. Và VinFast sẽ triển khai một chương trình dành cho quý vị là người tiên phong, tri ân người tiên phong. Và chúng tôi sẽ mở bán xe VF8 và VF9, hai mẫu xe được bàn giao vào cuối năm nay. Cụ thể, khách hàng tại Mỹ đặt chỗ trước $200 sẽ được tặng ngay một voucher ưu đãi lên đến $3,000 cho xe VF8 và $5,000 cho xe VF9. Và tương tự, khách hàng tại châu Âu đặt trước €150 sẽ nhận được ưu đãi là €2,500 cho xe VF8 và €4,200 cho xe VF9. Riêng tại thị trường Việt Nam, khách hàng đặt chỗ chỉ cần phải chi ra là 10 triệu đồng sẽ nhận được một món quà tri ân là 150 triệu đồng cho VF8 và 250 triệu đồng cho VF9. Và chương trình sẽ được khởi động từ hôm nay, kéo dài trong 3 tháng. Voucher có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và bên cạnh đó thì VinFast cũng sẽ ứng dụng công nghệ blockchain vào đặt chỗ để đảm bảo thứ tự ưu tiên và cũng như là các đặc quyền dành cho người tiên phong của VinFast. Còn bây giờ chính là phần mong chờ nhất. VF8 có mức giá khởi điểm là $41,000 tại Mỹ, 36.133 euro tại châu Âu và 961 triệu đồng tại Việt Nam. Và với VF9 sẽ có giá khởi điểm là $56,000 tại Mỹ, 49.280 euro tại châu Âu và 1,312 triệu đồng tại Việt Nam. Và mức giá trên thì chưa bao gồm thuế kinh doanh và giá trị gia tăng, cũng như là chi phí cho thuê pin và cả gói dịch vụ ADAS và Smart Services. Và chúng tôi đã nhìn thấy sự ngạc nhiên của nhiều quý khách về mức giá của xe điện VinFast cùng với chiến lược thuần điện với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi sẽ áp dụng chính sách bảo hành 10 năm vào mô hình cho thuê pin. Và trong đó thì chính sách thuê pin độc đáo trọn đời sẽ cho từng xe đảm bảo tổng chi phí hàng tháng của quý vị, bao gồm là thuê pin và chi phí sạc pin chỉ tương đương chi phí xăng. Và VinFast sẽ chi trả toàn bộ chi phí bảo dưỡng pin và cũng như là thay thế miễn phí khi khả năng sạc và xả của pin thấp hơn 70%. Và đặc biệt thì toàn bộ xe đăng ký trong chương trình người tiên phong tri ân người tiên phong đều được tặng một bộ sạc di động của VinFast với dịch vụ ADAS cùng với các dịch vụ thông minh trọn đời.
và đặc biệt đó chính là một kỳ nghỉ trọn gói tại biệt thự Vinpearl cho cả gia đình trong 7 ngày tại một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao của Vinpearl trên khắp Việt Nam. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, tôi muốn lưu ý là mỗi lượt đăng ký đặt trước xe điện VinFast sẽ có một cây xanh được trồng mới, góp thêm mảng xanh cho hành tinh của chúng ta. Và chúng tôi tin là với mức giá tối ưu, chính sách chăm sóc khách hàng, hậu mãi tận tâm và cũng như là hành động trồng cây thiết thực, tôi tin là chúng ta đang cùng đến với gần hơn với tương lai của sự di chuyển. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị tại ngày xe điện toàn cầu của VinFast. Cảm ơn quý vị đã luôn sát cánh cùng với VinFast trên hành trình hướng tới tương lai xanh cho mọi người. Và bây giờ là khoảnh khắc đặc biệt quan trọng. Tôi xin được mời ông Hong Sang-bae, giám đốc công nghệ, và cũng Dave Lyon, giám đốc thiết kế kiểu dáng. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu những mẫu xe điện mới nhất của VinFast ngày hôm nay.